Trương Phương, nữ diễn viên lùn nhất màn ảnh Việt và cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng tay cao 2m, được mệnh danh là nữ diễn viên lùn nhất showbiz Việt, nhưng Trương Phương luôn tự tin với biệt danh này của cô. Cô cho biết mình lùn thì người ta gọi là lùn chứ có sao đâu. Nữ diễn viên lùn nhất màn ảnh Việt, Trương Phương, sinh năm 1987, được biết khi mới qua tuổi 20 với làn da trắng nõn thường hưởng từ mẹ. Trương Phương trẻ hơn tuổi rất nhiều, chính vì vậy cô được nhiều đạo diễn lựa chọn vào những vai trẻ trung dành cho giới trẻ. Vai dựng ấn tượng với khán giả chính là vai Thêu Tạ trong phim sitcom Cửa sổ thủy tinh dài 200 tập. Để vào vai diễn này, Trương Phương phải tăng lên 10kg và cô tự làm xấu xí hình ảnh xinh xắn của mình. Vai diễn Thêu Tạ của Trương Phương được bạn trẻ yêu mến và ra đường ai cũng nhận ra cô. Khi ấy, nữ diễn viên nhận thêm các phim như Giấc mơ hạnh phúc, Tu hú lạc bầy. Cô được các đạo diễn đánh giá cao bởi sự cố gắng của mình. Tuy nhiên, do gia đình không theo nghiệp diễn nên Trương Phương chỉ coi đây là một trải nghiệm trong cuộc đời của mình. Thay vì đi diễn, cô từ chối các lời mời của bộ show mà tập trung cho sự nghiệp kinh doanh của gia đình. Còn trẻ tuổi nhưng Trương Phương đã tự mua nhà, mua xe và cô sống thoải mái với những gì mình làm được. Nói về chuyện tự lập, Trương Phương cho biết, năm ấy bố tôi qua đời, mẹ tôi chỉ quen ở nhà nội trợ. Vậy nên mọi việc trong nhà bị rối, mẹ phải gạt bỏ mọi sự diện, mọi yếu mềm để ra ngoài bươn chải nuôi chị em tôi. Cũng bắt đầu từ đó, tôi phải cố gắng tự lập để mẹ không phải lo lắng. Nhiều lúc tôi gồng mình lên lo chuyện kinh doanh cùng mẹ. Mẹ tôi cũng ngăn cản nhưng thương mẹ tôi lại cố. Tôi cũng tuổi thân lắm nhưng cuộc sống mà, chuyện xấu xảy ra thì mình phải tự giải quyết thôi. Đến năm 2018, người đẹp bất ngờ trở lại màn ảnh nhỏ với vai Tí Hin trong Thương Nhớ Ở Ai. Người đẹp tiếp tục chịu chơi khi thả rong vòng 1 trên màn ảnh theo yêu cầu của đạo diễn. Sự hy sinh cho vai diễn đã gây nhiều tranh cãi, nhưng với Trương Phương, cô chấp nhận vì muốn giữ đúng tinh thần của Tí Hin. Vai diễn này đã giúp Trương Phương được khán giả vừa yêu vừa ghét, dù không phải là vai chính nhưng cô vẫn để lại ấn tượng lớn. Từng bị đồng nghiệp từ chối quay cùng trên VTV. Trương Phương, nổi tiếng là thế hệ diễn viên sitcom đời đầu của VTV. Cô có mối quan hệ thân thiết với nhà đài nên khi được ekip chương trình Vui khỏe có ích mời tham gia cùng nghệ sĩ nhân dân Quốc Anh, cô đã đồng ý. Theo lịch 8 giờ ngày 2 tháng 12 năm 2018, chương trình sẽ bắt đầu ghi hình. Tuy nhiên, đến tối ngày 1 tháng 12 năm 2018, nhà sản xuất chương trình bất ngờ báo lại với Trương Phương rằng lịch quay của cô bị hủy. Nữ diễn viên vắng cờ vô cũng gây sốc khi tiết lộ nguyên nhân cô bị nghệ sĩ nhân dân Quốc Anh từ chối ghi hình chung là do cô ăn mặc hở hang, truyền thông quá đà. Trước ồn ào này, nghệ sĩ nhân dân Quốc Anh đã lên tiếng giải thích: "Nguyên văn tôi từ chối với phía ekip nhà sản xuất vì tôi già rồi, nên mời quay với người nào đó đừng quá chênh lệch về tuổi, để nói về sức khỏe đầu xuân thì hợp lý hơn. Còn thông tin cho rằng tôi từ chối vì cô ấy hở hang, truyền thông quá đà là không hề đúng. Bởi trước nay tôi có để ý đến đời tư của cô ấy đâu mà biết được. Hơn nữa tính tôi cũng không có thói quen chê bai bình luận về ai." Đáp lại lời của đàn anh, cô cho biết: "Tôi cũng có đọc chia sẻ của nghệ sĩ nhân dân Quốc Anh trên báo, nhưng tôi vẫn chưa hài lòng. Câu trả lời của anh vẫn thể hiện sự vòng vo thiếu chuyên nghiệp. Nếu anh ấy không thích quay cùng tôi thì nên thông báo với phía nhà sản xuất hủy lịch trước khoảng một tuần. Đằng này đến tận sát ngày 8 giờ 30 phút sáng hôm sau quay mà 21 giờ 30 phút đêm hôm trước anh ấy mới báo hủy lịch thì thật sự tôi trở tay không kịp. Bởi trước đó tôi đã phải hủy toàn bộ lịch trình kế hoạch quan trọng của mình để dành thời gian ghi hình chương trình này." Trong sự việc ồn ào này cũng có những bình luận cho rằng thái độ và cách hành xử của Trương Phương là không tôn trọng đàn anh trong nghề. Nữ diễn viên thẳng thắn: "Trước đây tôi rất tôn trọng các đàn anh, đàn chị và đồng nghiệp trong nghề. Tôi quan niệm mình phải sống làm sao để đàn em còn tôn trọng mình, nhưng không phải cứ lớn tuổi hơn thì làm gì cũng được, buộc người khác phải chấp nhận mình, như thế là không công bằng. Điều quan trọng là sự tôn trọng lẫn nhau. Những người đi trước nên làm gương, cư xử sao cho đáng mặt thì mới có được sự tôn trọng. Tôi là người rất chỉnh chu trước công chúng, sống có trách nhiệm với nghề, thế nên tôi cần sự tôn trọng tối thiểu của những người làm nghề với nhau." Được ý kiến cho rằng Trương Phương cố tình gây ồn ào để đánh bóng tên tuổi, nữ diễn viên Thương Nhớ Ở Ai bày tỏ: "Vốn là người thẳng tính nhưng tôi luôn biết cách tiết chế bản thân. Trước đây tôi cũng không thích làm ầm ĩ hay gây chuyện để được chú ý. Họ nói tôi cố tình gây ồn ào để PR, nhưng tôi xin nói thẳng tôi có rất nhiều chuyện để có thể đánh bóng. Và nếu muốn tôi đã tung ra từ lâu rồi, chứ không phải đợi tới chuyện này. Nhưng lần này do quá bức xúc và ức chế thì tôi mới chia sẻ ra thôi." Thay đổi người yêu liên tục vì muốn tìm được người chồng ưng ý. Ngoài vai trò là một diễn viên phim truyền hình nổi tiếng, Trương Phương cũng có chuyện tình được ngưỡng mộ với chồng tay cao 2m, là người sáng lập của một công ty chuyên về công nghệ thông tin ở New Zealand. Trước khi được cầu hôn vào năm 2020, Trương Phương và chồng tay đã có 4 năm yêu nhau. Cặp đôi dự định sẽ làm đám cưới trong năm 2021 nhưng đã phải hoãn lại vì dịch Covid-19, và mãi cho đến tận 12 tháng 7 2022, dự định đó mới chính thức được tiến hành. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Thương Nhớ Ở Ai từng khoe loạt khoảnh khắc hạnh phúc trong ngày đặc biệt. Cô viết: "Bên nhau 6 năm rưỡi thì yêu xa mất 2 năm rưỡi do Covid. Cuối cùng thì vợ chồng em cũng đợi được đến ngày này. Em xin cảm ơn gia đình yêu thương và các anh chị em nhà mình đã đến chung vui cùng em. Yêu gia đình mình thật nhiều."
Bên cạnh đó, Trương Phương cũng nhấn mạnh, đây là lễ trao giấy chứng nhận kết hôn từ Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy, chứ phải ngày cưới của em các tình yêu à. Vì tổ chức tại Ủy ban Nhân dân quận nên em không mời được mọi người do phòng diện tích nhỏ, mong mọi người thứ lỗi cho em ạ. Hẹn gặp các tình yêu ở đám cưới của em nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương, động viên em trong suốt thời gian qua. Trước khi kết hôn với chồng ngoại quốc, Trương Phương từng gây sốc khi chia sẻ quan điểm tình yêu. Nữ diễn viên cho biết 7 tháng yêu ba người, bạn bè lẫn hàng xóm đều cho rằng cô không chung tình nhưng quan điểm của Trương Phương lại khác. Cô nói là phụ nữ phải biết tiến, biết lùi, không bao giờ được nản lòng, luôn biết cố gắng. Phụ nữ hẹn hò nhiều không có gì là xấu. Mình hẹn hò nhiều nhưng mình có hứa hẹn gì đâu. Mình phải tìm được người xứng đáng, yêu thương chăm sóc mình khi ấy hãy dừng lại.